Trí Quang tự truyện 1.1. Tôi, người Quảng Bình, một trong ba nơi mà Huyền Trân Công Chúa mới đáng là thành hoàng. Tổ tiên tôi gốc Hải Dương, bốn cha con cùng có mặt trong đạo quân tiếp quản Quảng Bình, rồi định cư ở Ba Làng. Thuận Lý là con trưởng, kế đó Phương Xuân là người thứ hai. Diêm Điền, làng tôi, là nơi tổ của làng tôi cùng con út định cư. Làng tôi cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Bình chỉ có chừng 600 mét đường chim bay. Trước đó, cả làng định cư bao giờ không rõ, chỉ biết vì chậm chân nên ngoài số ruộng đất không đáng kể, làng tôi phải làm muối, vì con sông của làng là nhánh sông lớn Nhật Lệ, nước mặn. Do đó mà có cái tên Diêm Điền, cấp phường chứ không phải xã, thuộc tổng Long Đại, phủ Quảng Ninh, một trong 5 phủ huyện của Quảng Bình. Vị trí gần tỉnh lỵ, nhưng làng không có truyền thống học chữ Tây, vẫn học nho, nhưng không có tiếng là làng nho học hay khoa bản gì. Một bí mật mà nay nên nói ra, làng tôi liên hệ khá chặt chẽ với phong trào văn thân của chí sĩ Phan Đình Phùng. Vùng núi phía tây của làng có hai quân thứ của phong trào. Bác họ tôi là một chỉ huy cấp trung, ông ngoại tôi là một đội viên của một trong hai quân thứ. Cha tôi là người của vua Minh, tiếng gọi kính vua Hàm Nghi. Năm tôi 14 tuổi, cha tôi bảo đi theo ra thăm đám ruộng cạnh giếng nỉ, dùng Ái Dài. Nghiêm trọng kể chuyện cho tôi và bảo, phải biết và nhớ lấy. Tôi hỏi, làng mình có ai là người của vua Minh nữa không? Cha tôi đắn đo rồi bảo, có. Làng mình và các làng xung quanh, nhất là dưới tỉnh có cả. Nhưng này, quốc tặc là gì, con biết không? Tôi thưa, dạ biết. Cha tôi bảo, biết. Biết nó là gì thì không được sợ, cũng không được khinh suất. 1.2. Nhà có 6 anh em trai. Anh đầu là Phạm Huệ, mất ở Lào. Anh hai là Phạm Cần, 102 tuổi, mất năm kia. 4 anh em còn lại sinh cùng một mẹ là Phạm Minh, 90 tuổi, tôi Phạm Quang, 89 tuổi, em Phạm Chánh, tử trận năm 1947, trong tuần lễ thứ hai chống Pháp tại tỉnh nhà. Em út là Phạm Đại, mất chưa kịp gặp tôi sau năm 1975. Tôi có bác ruột, Phạm Phương, tử trận tại bến Bồ Đề, cuối cầu gỗ Đông Ba Huế, trong trận chiến quân ta tấn công tòa khâm sứ Pháp ở đây. Mẹ tôi rất thích nghe bái Sám Lương Hoàng, người Đức Phổ, cùng làng với bổn sư và tổ sư của tôi là Ngài Đắc Ân, trú trì Quốc Tự Linh Mụ. Cả cha mẹ cùng quy y Ngài này làm Phật tử tại gia, đồng sư với bổn sư của tôi. Cha tôi tâm đắc nhất nên tự phiên âm ra chữ nôm bản truyện Phật Thích Ca của từ bi âm, thích thú đọc lớn ngâm nga hoài, nhất là những lúc một mình, và khi mất đã tự đặt sách ấy lên ngực, hai tay giữ lấy. Nhánh ba họ Phạm làng Diêm Điền là gia tộc của tôi, theo Phật từ lâu, nhưng thực sự là ông nội và cha tôi. Cha tôi khi bán thế xuất gia thì làm đệ tử Ngài Đắc Quang, Tăng Can Linh Mụ, em ruột Ngài Đắc Ân, danh hiệu Long Dị là người dòng phái Đại Tổ sư Nguyên Thiều, pháp danh Hồng Nhật, pháp tự Tâm Nguyên Đắc Pháp với pháp húy Huyền Đàm Đại Sư. 1.3. Năm lên 7, mẹ tôi chuẩn bị đâu vào đó, rồi nghiêm mặt đến nỗi anh Minh và tôi không dám hó hé, nhưng tôi có cảm giác là lạ. và mẹ ra lệnh sáng mai đi học. Khai tâm cho anh em tôi là tiên chỉ của làng, mậu thực phu tử. Mẹ tôi soát dở học luôn bằng cách đếm trang dở, nhìn chữ son có nét đồ mực đen rồi bảo tôi trước học gì, đọc cho mẹ nghe coi. Nghe xong mẹ im lặng. 2 năm sau đem anh em tôi lên làng Thuận Lý, cách nhà 6 cây số, học với bác họ, bác Ấm Lộc. Cha làm kinh lược ở đâu ngoài Bắc. Bác hơi dữ nhưng lo cháu bị mẹ đánh, bác bảo viết lại bài làm, khuyên vào nhiều dòng đỏ. Mẹ cũng đoán ra, xin bác đừng thương lắm kẻo cháu hư thân. Mẹ về, bác bảo họ Phạm ta ở làng nào cũng kém lắm. Bác gọi tên tục của tôi mà bảo, do cháu cố gắng lên nữa cho mẹ vui, bác vui. Tất cả vốn liếng chữ Nho, chữ Quốc ngữ và trọn chương trình Cơ Thủy hồi đó do Sở Học Chính Đông Dương biên soạn, chúng tôi được học cả trừ chữ Tây. Bác Lộc nói với mẹ, cháu tạm ngưng được rồi, những gì đủ để sống ra trò ở thôn quê tôi đã dạy cháu, cô có thể tìm cách cho cháu học theo chương trình Tây soạn ra. Một mớ chữ của nó nữa là đi thi lấy bằng Cơ Thủy, học lên thành chung. Nhưng cái đó tùy cô, bàn xét cho kỹ. Mẹ tôi bàn với cậu ruột của tôi, nhất là xét kỹ coi tôi có đủ sức sống với thôn quê hay không. Cậu xét gắt gao và nói với mẹ, bác Ấm Lộc dạy rất tốt, còn việc học lên nữa thì phải xét có tiền không, có cần không. Mẹ bàn với cha, cha tôi bảo để kiểm tra đã, và kiểm tra nghiêm ngặt bằng khá nhiều cách, nhất là kiểm tra học lực chữ Nho của tôi. Cha tôi khá vui nhưng bảo mẹ tôi, còn nó mới học một nửa cần phải học thêm. Ta phải dạy cho con, đó là học làm đất, đất vườn, đất nương, đất ruộng. Đất nào nhà mình cũng có, rất ít, nhưng dạy con biết cuốc, biết cày, biết trồng, biết trĩa, đổ mồ hôi xuống đất thì đất cho cái ăn, khỏi bị khinh vì đói rách xin xỏ nợ nần. Mất 3 năm tròn, cha mẹ tôi mới hể hả. 2.1 Tổng hội Phật học miền Trung thành lập tại Huế năm 2476, 1932, sau đó các tỉnh hội thành lập khá nhanh. Quảng Bình là một, tổng hội cử giảng sư ra giảng Phật Pháp, cũng khá liên tiếp. Mẹ tôi một hôm đi chợ về, ngay trên cầu đá, gặp 2 vị giảng sư từ Phổ Minh về tỉnh hội. Phong cách 2 vị gây chú ý đậm cho mẹ tôi. Về, mẹ nói liền với cha và anh em chúng tôi được nghe cả rằng nhà mình theo Phật lâu đời mà chưa có ai như 2 thầy ấy, phải làm sao cho có. Tôi thành mục tiêu, dù trước đó đã chọn làm thừa tự ông bà. Thế rồi công nguyên Phật giáo 2482, 1938, khoảng 10 giờ đêm giao thừa, tôi được thay đổi hoàn toàn, đầu cạo sạch tóc, mặc áo Nhật Bình màu khói hương, há hốc ra nhưng tôi khoái chí. Một lát sau, Tâm, một bạn học Nho với tôi cũng lù lù đến, với bộ cánh như tôi. Lần này thì cha tôi ra lệnh, ôn tồn thôi. 2 đứa đi tu. 1 năm trước đây, anh Minh đã đi tu như vậy. Trời tối và lạnh, ngay sau giờ giao thừa, tôi với Tâm đi theo cha tôi vào chùa Phổ Minh, xóm Ải. Rồi việc gì anh Minh đã được làm cho thì nay đến tôi và Tâm, xong việc bổn sư tôi, Ngài Hồng Tuyên xoa đầu 2 đứa, bảo về ăn Tết đi, rằm vào lại. Ngài Hồng Tuyên gốc Đức Phổ là ngoại tôi, cháu các Ngài Đắc Ân, trú trì linh mụ và Ngài Đắc Quang, tăng can linh mụ, nổi tiếng với cái danh ký Quốc Ân, thư ký tổ đình Quốc Ân, người cao thanh, tay quá gối, rất thông minh, từng là học đồ cao trọng của Ngài Tra Am, tính tự trọng rất cao, cũng rất cao sự biết người biết ta. Tiếp nhân đãi vật, rất có phong thái cổ kính, lồng trong phong thái ấy là sự tiêu sái, dễ cảm mến. Sau này, khi đã thử thách, bảo tôi dạy lại kinh luận đã học. Ngài học rất nghiêm, ngồi thấp, Bảo tôi ngồi cao, cho đến nay tôi chưa gặp ai lý giải và lĩnh hội được như Ngài. Thích nhất là Kim Cang và Nhiếp Luận, trọng nhất là Di Giáo. Ngài đòi làm bài và làm nghiêm túc, dĩ nhiên bằng hoa văn. Bài thật tuyệt, học như vậy suốt mùa an cư 2486-1942, và nói học như vậy ăn rau lang trừ cơm cũng được. Lại bảo tôi, ông làm thầy giỏi nhưng tính nóng, nhược điểm ấy ráng mà bỏ. 3.1. Nay xin kể lại việc học Phật của tôi. Việc này vừa là nền móng, vừa là trụ cột của đời tôi. Sau khi xuất gia 2482-1938, 6 năm liên tiếp, từ 2483 đến 2488, 1939 đến 1944, tôi được vào Phật học viện của Tổng hội Phật học, vốn là sơ đẳng. Viện thành lập năm 2477, tức 1933, chủ yếu do Hòa thượng Giác Tiên, Khai Sơn chùa Trúc Lâm và bác sĩ Tâm Minh, Lê Đình Thám đệ tử Ngài. Ban đầu đặt tại Trúc Lâm, kế tại Quan Công, sau mới tại Báo Quốc. Tôi học tại đây bằng 4 năm của cấp sơ đẳng. Viện trưởng thân giáo sư chính yếu là Hòa thượng Trí Độ, nguyên là học đồ của Ngài Thập Tháp. Sau gần hết học kỳ, thầy Thọ Bồ Tát Giới với Ngài Đắc Quang. Về thế học, cấp sơ đẳng được bổ túc theo chương trình cơ thủy, cấp trung đẳng học thêm triết học. Về Phật học là chính yếu thì nay đủ cả 4 cấp, sơ đẳng 6 năm, trung đẳng, cao đẳng và siêu đẳng, mỗi cấp 2 năm, cộng 12 năm tất cả. Tôi học 2 năm sau của sơ đẳng, khi lên cao đẳng thì thu gọn siêu đẳng vào đó. Học xong cuối năm Quý Mùi 2487, 1943, làm lễ tốt nghiệp ngay đầu năm sau, 2488-1944. Nói tổng quát, từ sự thuộc lòng hai thời công phu đến Đại Trí Độ Luận và Du Già Sư Địa Luận, viện dạy rất liên tục và nghiêm cẩn, đào tạo tăng tài hoàn chỉnh. Nhược điểm là học hơi nhiều, về duy thức học của hệ Giới Hiền, Huyền Tráng, nhất là thiếu sử truyện Phật giáo, mà trong đó có các bậc Hoằng Pháp và Hộ Pháp. Rất cần cho sự nung nấu hạnh nguyện của học tăng. Trong thời gian gần xong học kỳ, tôi bị viết bản thảo, vài ba dịch phẩm và tác phẩm của thân giáo sư, lại phải tập dạy nhiều môn cho các lớp sơ đẳng và trung đẳng mà viện mới mở. Mấy việc này giúp tôi không ít, có số điểm cao nhất khi thi tốt nghiệp, lại giúp tôi sau đó dịch và viết kinh sách cho đến ngày nay. 4.1. Bây giờ là năm Ất Dậu 2489-1945. Nói theo dương lịch thì tháng 8 năm đó cách mạng tháng 8, nói theo âm lịch thì tháng 10 năm đó cha tôi mất. Cha tôi không lú lẫn gì, nhưng trước đó vài ba năm không nói không hỏi gì việc đời nữa, chỉ một mình kể chuyện Phật gần như thuộc lòng. Nói trở lại, năm 1944 hai lớp sơ đẳng và trung đẳng của Phật học viện mà bây giờ gọi là Kim Sơn được tạm dời vào Nam với thân giáo sư là thầy Trí Tịnh, quản lý là thầy Thiện Hoa, hộ chủ là Trương Hoàng Lâu. Vào đó liền gặp 1945 trường rã luôn. Thân giáo sư của Phật học viện gốc thì về quê nhà Bình Định với chí nguyện đem kinh nghiệm giáo thọ chúng tôi mà lập một Phật học viện cho vừa ý hơn. Rồi chưa đến đâu Ngài ra Huế nghỉ thư giãn ở Kim Sơn. Khoảng hè 1946, thầy Tâm Chính cũng là bạn học ở Kim Sơn thay lời các vị lãnh đạo Phật giáo miền Bắc vào Huế, mời được thân giáo sư Trí Độ, lại mời tôi theo Ngài ra lập Phật học viện tại Quán Sứ, tổ chức đầy quy mô và thiện chí. nhân đầu tháng 10 âm lịch năm đó, lệnh toàn quốc kháng chiến ban hành, Phật học viện cũng phải tạm xếp lại. 4.2 Tôi về Quảng Bình thì cha tôi mất. Trước đó một ngày, đêm 21 tháng 10 âm lịch, tôi thức khuya trong gian trái hướng Tây Bắc, đọc lại Du Già Sư Địa Luận, thì các anh Cần và Minh lù lù cùng về, hỏi ngay, thầy thế nào? Tôi bảo thì cũng như cũ, yếu và dễ mệt. Tôi thêm vẫn ăn được bắp rang ngào mật ong. Răng cha tôi tốt nổi tiếng, chúng tôi hạ giọng nói chỉ đủ nghe. Thế mà trong gian nhà thứ năm, cha tôi vẫn nghe được, hỏi mấy đứa về đó phải không? Tôi dạ. Cha tôi nói để thầy nghĩ, nói gì thì sáng mai rồi nói. Mỗi anh có một gói đồ khá lớn, dở ra thì gói nào cũng là đồ điếu tan. Tôi hỏi, biết người nào cũng thấy tự nhiên phải về, vì nghĩ cha đang lâm nguy, rồi anh Cần ở Lào thì đệ tử, anh Minh ở Huế thì người cùng cơ quan, ai cũng sắp đồ phúng điếu như vậy. Trên chuyến tàu suốt, anh Minh ở Huế ra dừng ở Đông Hà, thì tại đây anh Cần lên tàu ấy, nhưng xuống ga Thuận Lý mới gặp nhau. Sáng sớm hôm sau 22 tháng 10 âm lịch, cha tôi bảo chú Đại nấu nước lá chanh lá bưởi cho nhiều một chút, tắm kỹ cho cha tôi. Mẹ tôi và chị Thuyết, chị con dì của tôi, làm bánh lá gạo hôm cho cha tôi ăn. Khi chú Đại đỡ vào thì cha tôi thả hai chân xuống nền nhà, sau này mới biết đó là hạ thổ. Cha tôi bảo đóng cửa cả năm gian nhà để ngủ bù, mất ngủ hồi khuya, rồi trừ Đại ở nhà canh cho cha ngủ, 4 anh em kể cả chú Chánh ai cũng xuống tỉnh. Từ cổng Bình Quang, tôi rẽ qua phải đến chùa Phật học, anh Minh rẽ qua trái đến cơ quan của anh Cần xuống thẳng bến sông Nhật Lệ thăm đò nhà vợ. Còn Chánh, anh chàng đi tìm chỉ huy của mình. Khoảng 4 giờ chiều, không ai hẹn ai mà cùng gặp nhau nơi cổng Bình Quang, thì Đại ôm ngực chạy xuống hét lớn: "Các anh về gấp mà coi, thầy lạ lắm, nằm thẳng cẳng ra rồi." Cả nhà bấy giờ nhìn kỹ, cha tôi mang tất trắng, mang y hậu chỉnh tề, đầu đội mão quan âm nằm ngửa, tay thẳng và gọn gàng, hai tay để trên ngực, ấn cuốn truyện Phật Thích Ca. Tất cả đồ trên đây từ lâu để trên ngăn kệ, đúng tầm tay của cha tôi đưa tay là lấy đúng cả từng cái một. Tôi để ý thấy thiếu cái kính, tức khắc hiểu ra cha tôi không cần kính, vì sợ kính không phân hủy hư xương. Đến chết mà kỹ tính vẫn yên nguyên. Anh Cần lên giường, bắt cánh tay rồi bàn tay từ từ kéo rồi buông ra, thì từ từ tự thu lại như cũ. Anh lấy sợi chỉ rất nhỏ, cầm để nơi mũi cha tôi, chỉ không một chút lay động. Mắt cha tôi khép kín nhưng thoải mái, miệng không mở ra hay siết lại vì ngột thở hay nén đau. Toàn bộ sắc mặt bình thường, rất bình thường. Tìm cách khám kỹ hậu môn và hạ bộ thì Đại tiểu tiện, vẫn không tiết gì ra cả, cũng không hôi hám. Anh Cần, nhất là Đại, làm rất kỹ việc này. Xong, anh Cần hỏi mẹ tôi: "Mẹ tính gì không?" Mẹ bảo: "Tùy ý các con." Khi kéo anh Cần ra, tôi hỏi: "Thầy mất ngày giờ xấu hay tốt?" Anh tính đi tính lại rồi nói xấu, phải đổi lấy ngày mai 23 tháng 10. Tôi ngạc nhiên, 23 xấu mà. Anh nói xấu cho việc khác, không xấu cho cái chết. Tôi hỏi: "Thầy dạy kỹ và anh nhớ kỹ không?" Anh bảo: "Yên tâm đi." Tôi dặn kỹ, ngoài anh với tôi không được nói gì với ai về việc này. Anh nói: "Tôi cũng định dặn chú như vậy." Rồi anh coi luôn ngày giờ nhập liệm động quan an táng. Ngớt mưa, bác sĩ Du lên coi kỹ xác nhận, ông đi lâu rồi. Cả nhà ngồi xuống nền nhà, xung quanh giường. Tôi lên tiếng đầu tiên: "Tuyệt đối không khóc. Không khóc lớn, không khóc thầm, không khóc ấm ức. Ai không nhịn được thì ra ngoài mới khóc." Mẹ tôi giao chìa khóa cho tôi thành quản gia lúc ấy. Tôi nói với anh Minh, vào chùa trình cho bổn sư hay, Ngài nói Ngài biết rồi, đang chờ ngớt mưa thì ra liền. Anh Minh đi, có Chánh làm vệ sĩ mà vẫn còn sợ ma. Thầy mang tơi mà ra, cả nhà quỳ lạy và trình bạch ngày giờ các lễ quan trọng. Thầy niệm Phật, rồi cùng các sư huynh đi theo, trì tụng liên tiếp 3 biến Kinh Di Đà, lại sướng Long Dị cha tôi mà lại. Thầy để Nguyên, Y Hậu vào thăm cha tôi, thầy niệm Phật lớn tiếng, vừa niệm vừa đưa tay để trên trán cha tôi, rồi dời tay để trên cuốn truyện Phật nói như nói Pháp ngữ, rằng chỉ một cuốn sách mà làm cho cha tôi chết rất tự tại, đúng là hỏa diệm hóa hồng liên. Thầy xá sâu 3 cái, ra về, dáng vẻ rất hoan hỷ. Với sự giúp đỡ của chú Đông, em con cô, tôi lo đủ hết các thủ tục và tục lệ. Lúc nhập liệm trước khi đậy nắp quan, trưởng họ của tôi hô lớn 3 lần. Cả nhà ra nhìn ôn lần chót, lại hô, ai muốn ôn mang theo cái gì thì đem ra bỏ vào. Nghe thế tôi hối hả chạy vào mở rương kinh của tôi thì thấy ngay cuốn Kim Cang, nhỏ và gọn, vốn tôi rất quý, chạy ra đặt trên cuốn truyện Phật. Nắp hòm đầy lại, một mình bổn sư tôi đứng trên đầu cha tôi, trưởng họ xua ra hết, thợ làm việc, tiếng nện nắp hòm e dè nhưng vẫn khá mạnh và lớn. Đột nhiên tôi chấn động cả người, vụt chạy vào buồng, khóc, không gào thét nhưng dữ dội. Tôi đứng úp mặt vào ván gỗ, khóc không lấy hơi được. Bổn sư tôi vào, đỡ nhẹ tôi đứng thẳng. Cứ như thế thầy đứng với tôi, niệm Phật rất nhẹ. 5.1. Những năm 1943-1946, thế sự quốc gia và quốc tế đại động. Tôi về xứ, sống với bổn sư, được mẹ cho ăn, ban ngày ở trong cái nhà như chòi tranh, nhưng rất sạch của anh con bác, tiếp giáp khuôn viên nhà tôi. Tôi biên tập bộ Phật học cấp sơ đẳng, bản thảo chép tay lên đến 9 cuốn vở 100 trang khổ lớn, châm chước rất nhiều theo kinh nghiệm đã học và giảng dạy, cốt sao cho Hoa Việt cân đối, giáo lý nghi lễ đồng đẳng, sử liệu Phật giáo đủ cần, truyện tích cổ đức cũng vậy. Chỉ thiếu lấy nốt nhạc các điệu tán chính, ngũ ngôn như bài Kiến Văn, thất ngôn như bài Đại Từ, trường ngôn như bài Dương Chi, sách soạn theo thể thức giáo khoa, thì giờ mất 1 năm 2488-1944, bấy giờ chưa có photocopy nên gói kỹ, bảo chú Kỳ, đệ tử đầu tiên người Hà Tĩnh đem về cất ở đó, sau đó biệt tích luôn cả người và sách, cho đến nay tôi vẫn tiếc khôn nguôi. 5.2. Dù chưa phải lúc, ở đây vẫn nên nói rõ về sự biên dịch kinh sách Phật giáo của tôi, vì điều này mới đích thực là thị hiếu và chí hướng bình sinh của đời tôi, là lòng mong ước của mẹ tôi. Nên dù cơ hội có chùa lớn và đệ tử nhiều, tôi có không ít, nhưng tôi khước từ không đắn đo, chỉ tạm trú hết Từ Đàm thì Ấn Quang thì Già Lam. Ở đâu đầu óc tôi chỉ nghĩ đến, ngay trong lúc ăn phải dịch chữ này, câu kia, đoạn nọ sao cho đúng ý và nghe được. Tôi không dạy học vì không thích bằng sự biên dịch. Khởi sự hơn 1 năm trước ngày tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị đầy đủ để biên tập từ điển Phật học và biên dịch Đại Tạng Kinh, nhưng công việc lúc đó, công việc đóng góp sức vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, khiến tôi xếp cất lại chí nguyện của mình, chỉ còn làm lai rai như đã làm và sẽ còn làm. Tôi rũ bỏ hết, rũ bỏ thật hết, cầu sao sống được 1 năm hay 5-7 tháng nữa để sửa chữa và biên dịch mấy đầu sách rất cần. Bản tự truyện này viết mất dài 3 tuần, làm tôi không khoái chút nào. Dưới đây là danh mục đã sửa chữa từ Pháp Ảnh Lục mà tôi đã quyết định đình chỉ. 1. 3.000 hiệu Phật. 2. Lương Hoàng Sám. 3. Pháp Hoa Chính Văn. 4. Pháp Hoa Lược Giải, 5. Dạng Phật, 6. Tổng tập giới Pháp Xuất Gia, 7. Dược Sư, 8. Địa Tạng, 9. Thủy Sám, 10. Kim Cang. Và các tiểu phẩm: 1. Hành Pháp Kinh Di Đà, 2. Vu Lan Báo Ân, 3. Tôn Kính Đức Quan Âm. Và dự tính đang làm: 1. In lại Pháp Cú Nam Tông, 2. Đang dịch Pháp Cú Bắc Tông, 3. In lại Nhiếp Luận, 4. Chữa và in Khởi Tính Luận, 5. In lại Ánh Sáng Hoàng Kim, chữa và in các tiểu phẩm: 1. Tập Định Lăng Nghiêm, 2. Dị Tông Luận. 5.3. Nay xin nói kinh nghiệm của tôi, vốn tính đem ra áp dụng vào hai việc: biên dịch Đại Tạng Kinh trước, rồi làm cùng lúc hay sau đó về việc biên tập Đại Từ Điển để giải thích từ ngữ trong Đại Tạng Kinh ấy. Trước nói biên dịch Đại Tạng Kinh, thì Đại Tạng Kinh ở đây là nói Hoa Văn trước. Đại Tạng ấy không nhiều nếu: 1. Bỏ những bản trùng dịch, 2. Bỏ những bản không cần dịch, 3. Biên dịch yếu lược. Nên tham khảo Quốc dịch Đại Tạng Kinh của Nhật trong việc này. Rồi nói việc làm từ điển thì kinh nghiệm cho thấy đừng làm theo Phật học Đại Từ Điển, Phật Quan Từ Điển. Phật học từ điển của Vọng Nguyệt cũng phải thu xếp lại, chỗ nào cần làm như vậy. Nói ví dụ, chữ kiếp có đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp, 4 từ tất cả. Nếu giải thích tất cả vào trong từ kiếp thì ra mau và dễ hiểu hơn. Vấn đề ở chỗ làm mục lục cho kỹ một chút. Lại nữa, lối giải thích như nhất thế kinh âm nghĩa thì sát hơn vì có chữ chỗ này chỗ khác nói khác nhau, đâu phải tất cả đều giống nhau. Nên kinh xưa thường có âm thích cuối kinh, làm như vậy chính xác hơn. Biên dịch Đại Tạng Kinh và biên tập Đại Từ Điển là hoài bão của bất cứ ai đã học Phật. Tôi chỉ trình bày sơ sài về kinh nghiệm, không hy vọng làm gì được hơn. Đó là nỗi ân hận đã thành thống hận cho đời tôi. 6.1. Đầu tháng 2 năm 2491, tức 1947, Pháp sắp chiếm Quảng Bình, tôi được cho biết như vậy. Nghĩ chết, nhất là giết giặc mà không có giới thì không được. Tôi xin bổn sư truyền giới cho, theo cách gặp lúc đại nạn hay ở biên địa. Truyền và Thọ Sa Di giới và Tỷ Kheo giới rồi. Tối hôm ấy, vía xuất gia của Phật 8 tháng 2 năm 2491, 1947, thầy tôi cố ý một mình truyền Bồ Tát giới cho tôi. Lễ xong, thầy đứng càng nghiêm kính nói: tôi với thầy là nhân duyên thầy trò trọng đại cho đời tôi. Tôi muốn góp sức làm cho ánh sáng Phật Pháp trải ra khắp nơi. Hiệu chùa Phổ Minh là tôi chọn cho chí nguyện ấy, nhưng tôi đã không làm được gì cho thỏa dạ. Tôi nhờ thầy, kỳ vọng ở thầy ráng giúp cho tôi. Tôi cố cầm nước mắt, phục xuống lạy thầy. Thầy vẫn còn khóc, nhìn lên Phật. Phật độc lộ toàn thân với cái bát nhang duy nhất. Sau đó, 2499, 1955, khi bờ cõi mất thống nhất, mẹ tôi cũng một mình bảo tôi: con đi mà trả nghĩa cho Phật, đi cho thẳng, đừng đè bụi đè bờ mà châm vô. Mẹ cắn răng ngậm nước mắt giục tôi đi đi. Tôi đi trong nước mắt và cho đến nay 89 tuổi rồi vẫn không đủ can đảm về nhìn mộ của mẹ. Khi còn học ở Phật học viện, tôi tụng kinh rất nhiều, thường quỳ luôn trên 2 giờ theo lối quỳ của Nhật, mắt rớt rõ, tiếng cao trong dài, lạy siêng lắm, không biết mệt là gì. Mỗi lần tụng kinh lạy ít nhất 108 lạy. Sự lạy này chỉ thua bổn sư mà thôi. Tụng tại chánh điện Báo Quốc, không tán, không dùng chuông mỏ. Pháp Hoa thường 2 buổi, bất thường là 1 buổi. Hoa Nghiêm 80 cuốn, thường là 5 cuốn mỗi lần. Vì kinh đóng hay đựng hộp đều có số ấy, Cứ như thế, Hoa Nghiêm 60 cuốn và 40 cuốn tôi tụng hết. Đại Phương Tiện Báo Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh tụng 2 lần, đặc biệt là Đại Bát Niết Bàn chỉ tụng 2 lần bản dịch của Ngài Đàm Mô Sấm. Sau này mới đọc được bản dịch của Cao Tăng Pháp Hiển. Còn thường tụng là Pháp Hoa và Hoa Nghiêm bản 80 cuốn. Dời lên Kim Sơn tôi vẫn được thường tụng. Về Phổ Minh thì hay lạy vạn Phật với bổn sư. Pháp lực đã hộ trì cho tôi rất rõ trong bao phen suýt mất mạng. Ngoài việc tụng kinh, tôi phải đọc rất nhiều sách báo Phật giáo, đặc biệt là Hải Triều Âm, sách quốc ngữ cũng đọc, đáng kể là Phật giáo triết học của Phan Văn Hầm là Tuệ Giác Đức Phật mà nay quên tên dịch tác giả. Tôi tệ nhất là Phật giáo Đại Quang của Phạm Quỳnh. Ngoài ra tôi đọc được không chỉ 1 lần tiểu phẩm Thánh Cam Địa, sách quốc ngữ. Tiểu phẩm chiếm trọn sự ngưỡng mộ của tôi, ảnh hưởng đến tôi không ít. Tôi lại đọc được do nghệ sĩ Dân Đàm cho mượn một số sách của Thương Vụ, Ấn Quán Tàu dịch và in, đa số là sách đọc truyền tay của Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong số đó có 2 bộ đáng kể là Thế Giới Sử Cương và Cách Mạng Tháng 10. Bộ sau giúp tôi hiểu biện chứng duy vật chính thống. Bộ này tôi càng đọc vì tác giả Gorky đã tỏ ra không ưa Phật giáo. Trong những năm 1940-1944, tôi nghĩ khá nhiều về thế cuộc hồi đó. Tôi khẳng định vị trí tăng sĩ Phật giáo của tôi, nhưng tôi suy nghĩ sự đô hộ của người Pháp. Tôi nhờ anh Minh mượn tài liệu chính thức, bản tường trình sự cần thiết thành lập mặt trận Việt Minh của Trường Chinh, nội dung nói rõ quan điểm giải phóng dân tộc làm tôi chú ý. Tôi thừa hiểu giải phóng dân tộc rồi, không phải ngưng ở đó. Lại biết từ lâu Pháp làm cỏ các phái chống họ, mà cao điểm là Pháp Trường, Yên Bái, thì còn ai nữa để lựa chọn ngoài Việt Minh. Thế rồi 4 ngày sau ngày tôi thọ giới, buổi sáng hôm ấy tôi biết thế nào là giặc đổ bộ. Cùng mẹ, cùng mọi người, cả trâu bò và chó nữa, chạy bất kể đạn lớn đạn nhỏ, bắn tứ tung bát giác. Nhưng không ai chết cả, súc vật cũng vậy, thật kỳ lạ, con người chạy theo chúng, không phải chúng làm bận con người, tất cả nhắm núi mà chạy. Mẹ con tôi, làng tôi, mấy nhóm nữa, chạy lên cái nơi không biết vì sao có cái tên Mãi Đắng. Tại đây ai cũng có cái chòi dựng hối hả, tranh chưa cột lạc, cũng có thực phẩm với vài nhóm khoai lang quá non, với trái bầu quả bí chưa rụng hết nấm khô. Đêm ấy cùng với chú Đốm, lúc nào cũng là hỷ thần trong nhà, mà bấy giờ là cái chòi. Mẹ con tôi và Đốm nữa nhai sống 10 củ khoai lang non rồi ngủ dùi. Hôm sau mẹ dậy rất sớm, Đốm quấn quýt, mẹ ấn đầu chú xuống vế, ngồi như không nghĩ gì cả. Còn tôi dịch tiểu luận phát Bồ Đề Tâm. Đây là lần thứ 2, lần đầu dịch tại chùa Phúc Chỉnh, Ninh Bình. Thấy mẹ có vẻ bớt nặng nề, tôi dịch bài Minh của Cảnh Sách mà tôi thuộc lòng. Bài này 1963 tôi dịch lại và chú thích lúc bị giam tại Rạch Cát, Sài Gòn. Đốm giỡn với mẹ, mẹ vui vì Đốm vì tôi. 7.2. Khoảng 5 hôm sau, anh H ghé thăm, thủ tục ngoại giao xong mẹ bảo Đốm đi theo về làng cách Mãi Đắng 13 cây số. Lần về này Đốm không chịu lên nữa. Vài hôm sau có lệnh giết chó, mới biết linh tính chính xác của Đốm. Mẹ lên rất sớm, tôi thưa. Mẹ khoát tay, đoán biết rồi. Do ơi, mạ biết con mạ, không phản Phật, không phụ mạ, rứa là đủ. Trên đầu con có Phật mà không lo chi cả. Có điều mà thấy đàn còn xa, nước còn mặn lắm, ráng giữ, đừng để bị sốt rét. Mẹ nhìn xuống nói, con đi sớm đi. Tôi đi, không có gan nhìn mẹ. Chiến khu gần Mãi Đắng, tôi vào xếp đặt công việc chưa đâu vào đâu thì có sự thay đổi. Tỉnh dời ra Tuyên Hóa, thị xã sát nhập Quảng Ninh. Tôi tự đề nghị ở lại tại đây cho gần mẹ hơn. Lên huyện lại tự đề nghị phụ trách quận hội Liên Việt. Hơn một tuần sau, một thanh niên cỡ tuổi tôi gặp nói, tôi tên Thế, chỉ huy đại đội tự vệ chiến đấu, đóng ở chỗ thị xã cũ. Tôi công tác ghé vào nhà gặp mẹ. Mẹ gọi bằng con liền, có vẻ các anh đi cả. Mẹ thấy bạn con như thấy con nên thương tôi lắm. Mẹ khỏe, con đốm đẹp quá, chó lai, thiếu màu đen nữa là tam thể. Mẹ xoa đầu nói với nó, anh mới của con đó. Nó lắc mình ngoắt đuôi rên ư ử nhìn tôi, dễ thương quá. Mẹ bảo, nấu khoai ăn đã con, tía tím, tía trắng, tía gà, khoai ngủ được, khoai lang. Ăn rồi, mẹ cho cả rổ nữa đem về cơ quan, thế dễ mến thật. Không to con hoạt bát, bảo, sáng mai tôi về sớm, anh nhắn gì với mẹ không? Tôi cảm ơn nồng hậu, nhờ thưa mẹ khỏe, vui là đủ.